Xin chào, mình là Ngọc Vy và các bạn đã quay trở lại với Echannel. Có thể thấy là Việt Nam của mình là một đất nước mà cũng khá phát triển về mảng du lịch. Rất là nhiều du khách trên thế giới đến Việt Nam. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, ngoài những cái danh lam thắng cảnh này, rồi ngoài những cái địa điểm nổi bật ở các thành phố, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có Bitexco chẳng hạn, thì còn một cái đặc trưng rất là thú vị của Việt Nam nữa mà du khách mỗi lần nhìn thấy đều đưa máy ảnh lên chụp. Đó chính là đường phố xe cộ ở Việt Nam. Đó, và đặc biệt là những cái giờ mà cao điểm tan tầm, mạnh ai nấy chạy, không ai nhường ai hết. Xe lớn không nhường xe nhỏ không chả nhường xe lớn, mà xe nhỏ cũng chả nhường xe nhỏ luôn. Nên là cứ chạy. Và nó trở thành một nỗi ám ảnh và là một cái điều rất là thú vị đối với lại du khách đến Việt Nam. Có lẽ cũng chính vì vậy mà một cái tựa game rất là thú vị liên quan đến cái tình hình này đã được ra đời, đó là Vietnamese Road, đó là đường phố Việt Nam. Ngay từ cái icon là đã thấy nổi bật lên tất cả các vấn đề rồi. Mặc dù là tựa game này thiết kế theo cái hướng đơn giản thì nhân vật của chúng ta là một cái người đen thui thôi. Đội nón lá này, đeo một cái máy ảnh này thì đây chắc chắn là du khách rồi. Và sau lưng đó thì chúng ta sẽ thấy một cái biểu tượng rất là quen thuộc, đó là chợ Bến Thành. Và trên đầu của vị du khách này có một cái dấu chấm than, chấm cảm. Bởi vì sau lưng thì có những cái xe mà chở đồ cồng kềnh này, rồi những cái xe mà chở 4, chở 5. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá tựa game này để xem là nó có đặc biệt giống như là những gì nó thể hiện ngay từ trên cái icon không nhé. Vào game nào. Watch it. Blue bro. Con Crimson bị bệnh. Nào loading. Đấy, các bạn thấy là ngay từ cái mà loading của nó là hình một cái người mà nằm ngủ trên chiếc xe đang chạy. Không, cái đấy cũng có ở Việt Nam, không phải không đâu. Những cái thánh mà tranh cúp lưu hương vàng đồ các kiểu á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem nha. Đây là giao diện chính của cái tựa game này. Đấy, các bạn thấy là cái điểm đầu tiên ghi điểm của tựa game này đó chính là âm thanh. Âm thanh cũng khá là vui nhộn và hào hứng để mình có thể là chơi game kích thích hơn. Rồi tiếp theo thì soi tiếp thì chúng ta sẽ có khá là nhiều màn chơi. Và cái màn đầu tiên của chúng ta là đường phố Hà Nội, cho nên là thiết kế theo kiểu là những cái con phố cổ, rồi Hà Nội 10 tháng 10 năm 1975 này. Những cái gọi là rất là đặc trưng của Hà Nội đó là những cái quán trà đá vỉa hè. Đó, rồi màn chơi thứ hai thì nó phải yêu cầu các bạn là di chuyển được 70m ở màn chơi thứ nhất thì mới mở khóa được. Đây có lẽ là miền Trung, chúng ta đi đến miền Trung, đây là Huế này. Rồi sau đó thì ra đến biển, đây thì không ghi cụ thể. À, cái này thì biết đây, màn chơi thứ tư thì biết, chợ Bến Thành, đây chắc chắn là thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta chỉ có 4 cái màn chơi thôi. Rồi ha, chúng ta sẽ có cả shop nữa này. Đây các bạn có thể mua đồ. Cái con nhỏ bán đồ trong shop này mặc áo dài luôn, thứ tha. Đây có một món dễ thấy hơn này, bún đậu mắm tôm. Chúng ta có thể mua bún đậu mắm tôm, đâu mình mua thử. Đó, có mô tả luôn. Đó, và cái món ăn này thì nó sẽ tiếp năng lượng cho cái nhân vật của mình trong cái trò chơi này. Rồi, âm nhạc này không thích thì có thể tắt đi. Đó, đỡ ồn màu biết mấy nhờ. Rồi, chúng ta có thể chia sẻ game này. Đây là rất là quan trọng, how to play. Đó là hướng dẫn cách chơi. Các bạn sẽ điều khiển, ở trên màn hình nó sẽ hiện ba cái mũi tên qua lại và một cái mũi tên đi tới. Thì chúng ta sẽ điều khiển cái du khách này đi qua đường thôi. Đó là cái mục đích chính của trò chơi này. Đây là một thử thách đối với du khách đến Việt Nam. Đó, rồi chúng ta có thể mua những cái biểu tượng trong shop lưu niệm này. Sử dụng những cái đặc trưng của Việt Nam hết luôn, mua bằng hoa sen. Cái mà chúng ta thu thập trên đường đi của chúng ta là những cái cánh hoa sen. Và cái cuối cùng đó là chúng ta sẽ táp vào những cái phương tiện mà vừa chạy vừa ngủ. Rất là con hết. Chúng ta sẽ tap vào để chụp những cái bức hình để vào trong album của mình. Rồi, bây giờ bắt đầu nha. Giờ. Đó, xe chạy kìa. Qua đường. Đó, ôi. Chưa gì đã chết rồi. Sống lại nhanh. Các bạn thấy là trên đây chúng ta có cái thanh năng lượng này và cái tốc độ mà giảm của nó rất là nhanh luôn. Cho nên là trên đường thì chúng ta phải thu thập những cái cánh hoa. Rồi các bạn có thể mua những cái đồ lưu niệm lúc nãy, giống như là lúc nãy mình mua bún đậu mắm tôm đây rồi chết. Tội nghiệp, lại nào. Đó, có cả tiếng xe chạy luôn. Đi nào. Oh my god, bây giờ mình là du khách nước ngoài. Oh my god, sawadika. Hết giờ, ra thử lại nha. Chúng ta phải rất là bình tĩnh. Đó, đi nè. Có những cái khúc cây trên đường nữa. Bà chị đó đang bán bông bóng nè. Các bạn thấy là cái làn đường, nhiều khi mình thấy mình đứng nép vậy là không chết, nhưng mà thật ra là cái làn đường nó bao xuống như thế này mà có chiếc xe chạy trong làn đường thì thế nào mình cũng bị hốt thôi. Mình vừa chụp bức hình. lại. Đó, mình sẽ ăn cái chai này này. Mình không biết cái chai đó là chai gì, nhưng mà sau khi mà các bạn ăn xong đấy thì chúng ta sẽ được nạp năng lượng. Quá, ăn được cái cục màu vàng đó là
tao vừa mới ăn xong còn chưa được thừa hưởng. Cái ô vuông màu vàng vàng đấy là sau khi mà mình ăn xong là giống như là mình đồng da sắt, không sợ cái gì hết, cứ bang đi xuyên qua xe luôn cũng không bị gì hết. Có lên nào, quay bên đây là quay bên đây xuống. Đó, bất khả xâm phạm. Yeah. Hết giờ, trời ơi, mới có 22 mét thôi. Chúng ta phải giúp đỡ du khách qua đường. Đấy, thật ra là bình thường cũng thế. Chúng ta nếu mà nhìn thấy mấy cái vị du khách mà đứng chần chờ lâu ở trên đường ấy, thì mình cũng nên giúp đỡ người ta. Vì vốn là bản thân người Việt mình mỗi lần đi ngang đường còn sợ quéo ấy, chứ đừng có nói là du khách. Đó, ăn cái chai này, nạp năng lượng này. Cộng 5, nó sẽ cộng nhiều. Từ, để cho nó đi. Ơi, sao mình nãy lúc nãy mình không lẹn qua bên kia mình ăn cái chai kia chứ, mình sai lầm thế. Trời ơi, 28 mét. Cố lên. Trời ơi, cái game này nó thiệt là nãy giờ tôi ức chế cái game này lắm luôn rồi đó. Cuối cùng, hài lòng lần cuối. Cho tao qua đi mà, please. Tóm lại thì mình thấy cái game này ngoài cái việc là khá thú vị, mô tả đường phố Việt Nam, rồi chúng ta đóng vai du khách băng qua đường, nó mang hơi hướng đặc trưng Việt Nam, thì còn cái điểm nữa đó là nó cũng khá là gây ức chế. Bạn nào đạt được điểm cao thì nhớ comment số điểm của mình ngay bên dưới nha. Còn mình thì chắc là phải đi luyện tiếp đây. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu cảm thấy thích thì đừng quên like và subscribe. Bye bye.